Xin chào buổi tối tất cả các bác nha. Xin chào buổi tối tất cả mọi người đang vào theo dõi livestream của nhà em. Hôm nay thì bên em sẽ lại tiếp tục lên sóng để tư vấn cho các bác về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Có bác nào mà có nhu cầu về cái sản phẩm nào thì các bác vào livestream của nhà em để lựa chọn trong cái buổi tối ngày hôm nay. Có bác nào mà muốn sở hữu một bộ máy khoan bin tiện lợi thì các bác comment cái mục đích sử dụng công việc để em sẽ lựa chọn tư vấn và giới thiệu cho các bác cái con máy nó phù hợp nhất nha. Xin chào buổi tối tất cả các bác nhá. Chúc các bác có một buổi tối thật là vui vẻ và tràn đầy sức khỏe ấm áp bên gia đình và người thân nha. Có bác nào mà quan tâm về cái sản phẩm nào thì các bác comment xuống phía bên dưới giúp cho em nhá. Anh Phan ơi, nhà em đã chốt đơn cho anh Bảo Phan chưa? Nhà em đã alo để xin địa chỉ của anh Bảo Phan chưa vậy ạ? Hàng gửi tới chưa? Anh Nga Thường ơi, nhà em chốt đơn cho anh Nga Thường chưa? Anh Nga Thường ơi, nhà em chốt đơn cho các bác chưa? Các bác mà cứ có địa chỉ của số điện thoại rồi là bên em gửi hàng rồi các bác nhé. Nhà em xin địa chỉ rồi là em gửi rồi đấy anh Phan ơi. Motor 21V này em có những song trần nhá. Motor 21V là 150.000 bao phí ship nha. Có bác nào mà quan tâm về cái sản phẩm nào các bác comment xuống phía bên dưới để em giới thiệu và tư vấn cho các bác nhé. Rất là nhiều các mẫu máy khoan bin, từ máy to đến máy nhỏ rất là nhiều. Các bác mà muốn sở hữu một bộ máy khoan bin tiện lợi thì các bác comment cái mục đích sử dụng công việc để em sẽ lựa chọn tư vấn và giới thiệu cho các bác cái con máy nó phù hợp nhất với công việc của mỗi người nha. Mỗi người làm một công việc khác nhau thì sẽ phù hợp với một con máy khác nhau để cho nó phù hợp với công việc của các bác, để làm sao mà các bác làm nó sẽ đạt được cái hiệu quả cao nhất trong công việc. Máy khoan bin Daiwatt là anh Chí Minh. Anh Chí Minh ơi, máy khoan bin Daiwatt là bên em có bin 5 cell hoặc 10 cell nhé. Con này là con Daiwatt của bin 5 cell này. Con Daiwatt 5 cell có giá là 600.000 đồng. Cái máy này nó là máy 3 chức năng, là các bác có chức năng búa để khoan tường nha. Và 25 cấp độ trượt. Máy chạy động cơ có chổi than và pin 5 cell. Đầu kẹp 10 nhá. Cái bộ này thì các bác sẽ có bao gồm là một thân máy, hai pin và một sạc. Kèm theo là một món phụ kiện hơn 20 chi tiết. Giá 600.000 một bộ nhá. Còn cái con máy Daiwatt pin 10 cell này. Daiwatt pin 10 cell giá là 950.000. Pin châu 10 cell là 950.000, là máy 3 chức năng và đầu kẹp autolock 13 ly. Máy có chổi than pin 10 cell nhá các bác. Giá là 950.000 đồng. Em chào anh Hưởng nha. Motor 12V, motor 12V anh Nga Thường. Bên em có motor 12V và motor 21V nha. Khoan Daiwatt 5 cell giá 600 này. Khoan 10 cell là giá 950.000. Thế hả anh Triệu? Anh Tuấn này, anh nhận được hàng rồi nhưng gửi cho anh bị thiếu cái tay cầm á. Cái tay cầm nào anh Tuấn ơi? Anh Tuấn đặt cái máy nào bên em bị thiếu cái tay cầm này ạ? Nhiều khi đóng hàng là cũng có những cái sự sai sót, nếu mà thiếu thì các bác cứ báo bên em gửi bù cho các bác, không vấn đề gì đâu ạ. Gửi cho anh bộ dao và đầu chỉ vít chưa? Anh Hà ơi, nhà em đã chốt đơn cho anh Hà chưa? Nhà em đã alo để xin cái địa chỉ của anh Hà chưa ạ? Bán led dán 12V là cái gì hả anh Hưởng ơi? Em không hiểu ạ. Có bác nào motor giảm tốc rồi? Em không có nha anh Nga Thường nha, motor giảm tốc bên em không có đâu ạ. Có bác nào mà quan tâm muốn hỏi em về cái mẫu máy nào, các bác comment hộ em nha. Dây led á? Dây đèn led à? Dây đèn led không có rồi anh Hưởng ơi. Dây đèn led để các bác cắm cành mai chơi Tết đúng không? Mai kia đấy được, anh đấy mai nhập. Anh Nguyễn Trung ơi, hôm nay em có gửi cho anh Nguyễn Trung hai cái hộp đồ 228 rồi ạ. Hộp đồ của bên em có rất là nhiều mã nha. Có bác nào quan tâm hộp đồ thì các bác comment hộ em nha. Anh Nga Thường, hình như là em nhớ rồi. Anh Nga Thường đặt em cái con Hukan X2 đúng không anh Nga Thường, phải không nhở? Máy Hukan điện 3 chức năng. Đây anh Tuấn lên máy Hukan điện 3 chức năng đây ạ. Hukan điện 3 chức năng là 950.000 nha anh nha. Hukan điện 3 chức năng đây ạ. Con này em gọi rồi này, em gửi rồi đây anh Hà Võ nhá. Và em chào anh Trung Kiên nha. Khoan điện 3 chức năng là 950.000 này. Con này là máy 3 chức năng và có đảo chiều hàng Hukan chính hãng nha. Giá 950.000 đồng. 950.000 đồng máy Hukan chính hãng. Công suất là 1050W. Dây đồng ruột dài. Chọn bộ các bác có đầy đủ là một thân máy, một tay cầm, một hộp, 3 mũi khoan, 2 mũi đục luôn nha.
giá 950.000 đồng. Bê tông 3 chức lăng Vulcan giá 950.000, bác là chốt để lại số điện thoại giúp cho em nhé. Nếu lỗi được bảo hành không chị? Anh Chí Minh hàng bên em có bảo hành cho các bác nhá. Bác là chốt máy Vulcan này, comment của em này. Anh Tuấn ơi, anh Tuấn mà chốt được Vulcan 3 chức lăng thì cho em số điện thoại nhá. Vulcan 3 chức lăng là 950.000 đồng nhá. 950.000 đồng. Các bác có một thân máy 2 bi và một em nhầm. Vulcan bê tông 3 chức lăng là các bác có máy, có tay cầm, có hộp, 3 mũi khoan và 2 mũi đục, giá 950.000. Anh nhận rồi nhưng thiếu tay cầm cơ mà. Vâng, thiếu tay cầm á, thiếu tay cầm thì em gửi bù cho. Thiếu tay cầm anh nha, alo bên em gửi bù cho anh nha, anh nha, Tuấn Trần nha. Vulcan X1 là 1.3 triệu nha anh Khải, đây là Vulcan X1 này. Đó, anh Tuấn ơi, có phải chiều anh Tuấn alo cho nhà em rồi không nhỉ? Phải chiều anh Tuấn alo cho nhà em rồi phải không? Và em cảm ơn anh Dũng nha. Cạo râu của bên em là ok lắm. Có bác nào mà chưa sở hữu cạo râu thì các bác comment để mai nhà em ship cho các bác liền. Anh Khả Thanh ơi, Vulcan X1 bờ đồ đây ạ. Giá là 1.300.000 nha. Vâng, anh Nương ơi, anh Nương chốt Vulcan X1 cho em số điện thoại nha. Vulcan X1 là 1.300.000 đồng ạ. Râu anh dài lắm rồi. Thế hả anh Triệu? Để anh Triệu cái tầm 1-2 hôm nữa là kiểu gì anh Triệu cũng nhận được á. Và em chào anh Minh Nê nhá. Đây là máy Vulcan X1 bò đồ này. Con Vulcan X1 bò đồ này thì nó là máy không than. Và các bác sẽ có hai quả pin châu, một quả 10 cell, một quả 15 cell. Giá là 1.300.000. Bác là chốt để lại số điện thoại em nhá. Có bác nào đang hỏi em về lắp em cái này mà em phải chúng xong cái gì. Có bác nào đang hỏi em cái máy cưa gỗ này. Cưa gỗ các bác dùng cho em cái cưa đa ken này nhá. Con cưa đa ken này là 700.000 này. Đây, cưa gỗ đa ken các bác sử dụng lưỡi cắt 185 nha. Giá là 700.000 một máy. Các bác có máy và lưỡi cưa luôn. Em chào anh Thủ Đô nha, em chào anh Minh Nê nha. Đây, đây là máy cưa gỗ đa ken này. Đây là anh Nguyễn Mai ơi, cưa gỗ đa ken là 700.000 nha anh nha. Công suất là 1.500W. Cái này các bác sẽ sử dụng cái lưỡi 185. Anh nhận hàng rồi. Em cảm ơn anh Hoàng nhá. Máy lén khí là của Đất Tông thì em không có nha anh Hà ơi. Em có của Start được không ạ? Đây là máy cưa đa ken 185 này. Đây này anh anh Nguyễn Mai ơi, cưa đa ken đây ạ. Cái này các bác sử dụng lưỡi 185 nha. Có máy và kèm theo một cái lưỡi cắt gỗ 185 nữa. Giá là 700.000 một bộ nha. Máy khoan pin Makita em có nhiều loại lắm anh Chí Minh ơi. Khoan Makita đây em có rất là nhiều loại. Khoan Makita thì các bác có thể là chọn máy 12V hoặc là pin 5 cell, pin 10 cell, máy bu lông, máy chuyên bít. Anh Hoàng Luyến ơi, cái máy cưa của Matic cũng 700 nha. Cưa của Matic 700. Cho mấy con máy này nó chống. Máy cạo râu là 150 nha anh Điệp ơi. Máy mài hai đá là cái loại nhỏ là 700 nha anh Chiều ơi. Loại mài hai đá nhỏ là 700 bao phí vận chuyển cho các bác. Máy xiết bu lông bốc. Em không có xiết bu lông bốc nha anh Trường ơi. Em có bu lông của Hitachi đúng không ạ? Xiết bu lông của Hitachi là 900, Makita là 950. Vulcan X1 bảo đồ là 1.3 triệu. Vulcan X2 bảo đồ phụ kiện là 1.450.000. Đây là máy bác nào đang hỏi em máy khoan Makita này. Đây là 12V của Makita. 12V của Makita giá là con này giá là bao nhiêu ta? 400.000. 12V của Makita là 400.000 nha. Cái này bên em còn ít nữa lên là xả kho lốt cho các bác là 400.000. Bác là chốt cho em số đây. Quay ngược lại, quay ngược lại. Bác nào mà chốt máy 12V của Makita thì comment hộ em nha. 400.000 đồng. Đấy, 12V của Makita. Cho em với con số mua đi. Cho em cái máy lên giá này. Bác nào chốt 12V Makita thì comment hộ cho em nha. Có bác nào muốn quan tâm về cái mẫu máy nào các bác comment giúp cho em này. Có bác nào mà chốt súng phun sơn bằng điện thì comment cho em nha. Súng phun sơn bằng điện là 650.000 này. Đem cho nó lên góc này cho các bác nhìn cho dễ này. Súng phun sơn bằng điện là 650.000 đồng nha. Ồ, cho nó tuột nắp vào em. Treo nó lên cho các bác nhìn. Em ơi, mũi khoan nục giác. Anh Hùng ơi, mũi khoan nục giác đây. Mũi khoan nục giác là bên em có mũi 4, 6, 8, 10, 12 nha. Mũi 6, 8, 10, 12.
Mũi 4 có này anh Hùng này. 225.000 một bộ, có 5 mũi 4, 6, 8, 10 và 12. Đây mũi chuôi lục giác này, chân 4 cạnh. Đầu 4 cạnh nha, đầu 4 cạnh chuôi lục giác như này này các bác này. Máy hàn. Anh Tươi nhà em đã alo để chốt đơn cho anh Tươi chưa ạ? Máy mài tấc 2 là em có của Đông Trang nhá, giá 850 anh Phong nhá. Lam châm ke góc thì em không có nha anh Trường nhá. Máy Makita đầu kẹp. Anh Chí ơi, Makita đầu kẹp là em có đầu kẹp 10 hoặc là đầu kẹp 13. Con này đầu 10 này. Con này là Makita đầu kẹp 13 chiếc lăng pin 5 xe. Con này giá 600 nha anh Chí nha. Con này 600. Còn con này là đầu kẹp 13 ly này. Đầu kẹp 13 ly là 1.100.000. Đầu kẹp 13 ly là 1.100.000. Còn đầu kẹp 10 pin 5 xe là 600. Anh quan tâm mẫu là anh comment vào đấy hộ em nhé. Vâng, anh Hùng ơi, anh Hùng mà chốt cái bộ mũi khoan cho em số điện thoại nhá. Con Hukan X1 là 1.3 nhá anh Cảnh Me. Đây Hukan X1 này. Bác là chốt Hukan X1 comment của em này. Ở đây không còn con Hukan X2 nào à? Bảo nó giống nhau thôi. Cho em mở con Hukan X2 vào đây. Bảo nó nhìn nó giống nhau thôi. Lấy đi sao bảo. Anh Cảnh Me, cái Hukan X2 là 1.100.000 nhá. Hukan X1 là 1.100.000, còn Hukan X2 là 1.450.000 ạ. Và ok anh Hùng nhá. Vâng, ok anh Minh Nê, đến mai sáng mai anh Minh Nê alo cho bên em cũng được ạ. Và xin cảm ơn anh. Em thấy số của bác Hùng Nguyễn rồi này. Bác Cảnh Me mà chốt Hukan X1 bà đồ để cho em số điện thoại nhá. Hukan X1 bà đồ là 1.300.000. Và đúng rồi, em bao ship nhá anh Cảnh ơi. Các bác mà đặt hàng ở trên line là em đều bao phí ship cho các bác. Đặt hàng ở trên này là các bác chốt được cái giá rẻ và sẽ được bao phí ship tận nhà. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Cái con Hukan X1 Pro này giá là 1.300.000 đồng, là miễn phí vận chuyển toàn quốc cho các bác. Cái bộ này thì các bác sẽ có một thân máy không than và có hai quả pin nhé. Một quả pin châu 10 cell và một quả pin châu 15 cell. Kèm theo là có một khẩu 22 và một dây đem hộp đựng. Giá 1.300.000 bên em miễn phí ship 6 ngày rồi mà sao chưa nhận được máy vậy chị? Anh nghe Thùy Phan ơi, nếu mà 6 ngày rồi mà anh vẫn chưa nhận được hàng, anh cho em số điện thoại xong rồi để mai em kiểm tra cái vận đơn cho anh xem nó có bị làm sao nhé anh Phan nhá. Con này là con bu lông Hukan X1 bà đồ, giá là 1.300.000 này. Có bác là chốt đơn để lại số giúp cho em. Giờ nó sắp Tết rồi, chắc là em chỉ bán tầm độ chục ngày nữa là nghỉ rồi. Nên là em đang dọn kho để xả giá rất là rẻ, nên là các bác có nhu cầu để các bác đặt hàng vào cái thời điểm này, giá của nó rất là tốt nhá. Anh Phong Đào ơi, nhà em đã alo để chốt đơn cho anh Phong Đào chưa vậy ạ? Nhà em mà alo cho các bác rồi là bên em gửi hàng hết rồi nha các bác. Đấy, cứ alo rồi là gửi rồi nha. Cất một cái này đi. Cái này 2x2 này đi. Nhà em mà cứ alo cho các bác xin được địa chỉ của các bác rồi là bên em gửi hàng đi hết rồi ạ. Đấy, các bác cứ có địa chỉ, có số điện thoại là bên em gửi rồi. Và ok anh Phan nhé, để mai em sẽ kiểm tra cái mã vận đơn cho anh Phan xem nó có bị làm sao nhé. Và ok anh Phan. Chào em, lúc nào nhắn tin. Hello. Lúc nào nhắn tin. Vâng. Ok anh Thanh nhé, lúc nào anh rảnh anh nhắn tin vào điện thoại hoặc Zalo cho em được ạ. 500.000 này. Đây là máy Hukan X1 Pro, bác làm một chút thì để lại số giúp cho em nhé. Cái con này thì nó là siêu mạnh, con này thì nó khỏe vô địch thiên hạ rồi. Mũi khoan lục giác là em không có mũi khoan sắt đâu anh Thanh Tuyền ơi, em chỉ có mũi khoan bê tông, mũi khoan đá thôi ạ. Máy pin khoan ít sử dụng, sắt dày. Có là sao nhỉ anh Hoàng nhỉ? Là sao nhỉ anh Võ Hoàng ơi? Pin các bác dùng cứ hết, lúc nào hết pin thì các bác sạc vào. Giới thiệu máy mài hai đá. Anh Triệu ơi, máy mài hai đá thì hôm nay em có review cho các bác ấy. Máy mài hai đá là nó có nhiều loại á, loại to loại nhỏ, cái máy mài hai đá nó như này. Hôm nay em vừa lấy con máy này em review cho các bác, em vẫn để đây. Đây con máy mài hai đầu như này này các bác. Con máy mài hai đầu của cái hãng này này. Đây. Máy mài hai đầu đây nhá các bác nhá. Cái hãng này nó gọi là cái hãng gì, cái tên nó khó đọc lắm. Gome hay gì đấy. Anh Triệu ơi, cái hãng như này này, Gome hay gì này. Cái này, cái con này là 800 ấy. Con này 800.000. Đấy, con này là 150 là 800.000. Còn cái con 125 là 700. Đấy, con này là con to đấy, con này con to lắm. Con này nó gọi là con 150. Máy 250 đấy. Lưỡi 150 đấy ạ. Uh,
Pin sạc. Pin sạc đầy để lâu ít dùng có cần xả bớt điện. Anh Hoàng ơi, và nếu như mà về máy khoan pin ý, là các bác lên là sử dụng thường xuyên. Đấy, không lên là để lâu quá. Các bác sử dụng thường xuyên thì nó sẽ bàn, còn nếu như mà các bác ít dùng là để nhiều khi là những cái quả pin mà các bác hình dung như là cái điện thoại ấy, các bác mà dùng không dùng liên tục là nhiều khi nó hay bị chai pin nhá. Máy pin về các bác phải dùng thi thoảng, các bác mà không dùng các bác phải bỏ ra, các bác bắn lên 1-2 con vít cho nó hao bớt pin đi rồi lạp nó vào. Cho xem máy Hitachi. Anh Giang Nguyễn đây, máy Hitachi đây ạ. Hitachi là bên em có rất là nhiều mã nha. Và em cảm ơn anh nghe chia sẻ hữu ích vào cuộc sống ạ. 6 ngày rồi mà chưa có máy shop ơi. Anh Hồng ơi, hôm trước nhà em đã alo để chốt đơn cho anh Hồng chưa vậy ạ? Máy mài rẻ bền thì anh cứ dùng con đây, anh dùng cái con này. Mài rẻ bền thì anh dùng cái con máy Hyundai này cho em nhá. Anh nghe Trần Luân đây. Máy Hyundai công suất 980W, giá là 350.000, máy một tấc nha, dây đồng ruột dài, giá 350.000 thôi. Bao ship tận nhà các bác luôn. Máy mài pin 5 cell thì em không có nhanh thành ơi, máy mài máy pin 10 cell dùng nó còn nhanh hết, huống chi là 5 cell sao dùng được anh. Anh có mua một máy hớt tóc. À, nhà em chưa gọi cho anh Thái cuốc phải không ạ? Nhà em vẫn alo, chưa alo để chốt đơn cho anh Thái à? Anh Thái ơi, chắc là hôm trước hay là số điện thoại anh bị sai không mà em, chắc là em gọi anh không bắt máy đấy. Nhà em gọi nhưng mà nhiều bác không bắt máy lắm. Anh Thái cho em lại số điện thoại xong mai để em sẽ alo lại cho anh nhé. Vì đó hôm trước có rất nhiều bác đặt hàng có số điện thoại nhưng mà nhà em gọi không nghe. Em không xin được địa chỉ, không gửi hàng nữa. Máy này là máy 12V của Hitachi này. Bác là chốt để lại số giúp cho em nhé. 350.000 đồng. Hitachi 12V là 350.000 đồng này. Bác là chốt cho em số điện thoại này. 12V của Hitachi là 350.000 nha các bác nhá. 350.000. Bác là chốt cho em số điện thoại là được nha. Vâng, anh Tuấn ơi, anh Tuấn mà chốt máy cắt Hyundai là 350.000 thì cho em số điện thoại nhá. Máy rửa xe thì anh nghe dùng con Iyasu là 1.350.000 là ok nha anh Tiến ơi. Đây máy rửa xe Iyasu này. Rửa xe Iyasu là 1.350.000 ạ. Đây, máy rửa xe Iyasu này các bác này. 1.350.000 đồng. Công suất là 1.800W nha. Bác là chốt để lại số giúp cho em này. Rửa xe Iyasu 1.350.000 đồng. Bác là chốt để lại cho em xin cái số điện thoại nha. Có bác nào mà máy khoan Makita đầu kẹp 10 là 600 nhanh 90 nghìn. Đây vừa lại em giới thiệu cho các bác cái con Makita đầu kẹp 10 đây ạ. Makita đầu kẹp 10 giá là 600 nha. Đây. Máy 350.000 thì không kèm theo lưỡi đâu anh Phan ơi. Các loại máy cắt nó không có kèm theo lưỡi đâu ạ. Lưỡi cắt là các bác phải mua ngoài cho em nha. Con này là con máy khoan đầu kẹp 10, giá là 600.000 nhanh 90 nha. Máy 3 chức năng có búa khoan tường và 25 cấp trượt này. Đầu mang danh nhựa tự xiết đầu 10 nhá. Máy chạy động cơ có chổi than. Cháu chào chú 9 nha. Con máy 2 đá em nói hơi nhỏ ạ. Mai kiểm tra. Dạ vâng, ok anh chia sẻ hữu ích vào cuộc sống ạ. Và ok anh chia sẻ hữu ích. Bộ điêu khách 100 món là giá là 480 nha anh Quốc ơi. Điêu khắc 100 món là 480 ạ. Bộ điêu khách 100 món là 480 nha anh Quốc nhá. Máy 2. Cái máy gì hả anh Tiến ấy? À máy 2200W á. À, 2200W thì anh lấy cái máy Zman nhé. Máy Zman, em của máy Zman là 2300W là có điều chỉnh áp lực tại máy, giá là 1.550.000. Bác nào mà chốt cái con Makita pin 5 cell này thì comment của em này. Makita pin 5 cell giá là 600.000 nha. Bộ này thì các bác sẽ có theo rất là nhiều phụ kiện. Có một máy 2 pin 1 sạc và theo phụ kiện là hơn 20 món. Máy khoan 2 chức năng. Anh Tuấn nào hỏi em máy khoan 2 chức năng là máy pin hay là máy điện vậy anh ơi? Anh Tuấn ơi, hàng bên em sẽ bảo hành cho các bác là 3 tháng nhé. Hàng bên em sẽ được bảo hành là 3 tháng. Máy Makita 3 chức năng pin 5 cell. Có chổi than đầu kẹp 10 giá 600.000 giúp cho em. 600.000 miễn phí ship nha các bác nhá. Bác là chốt để lại số cho em này. Máy Hitachi 12V là 350.000. Đã có một thân máy 2 pin và 1 sạc. Bác là chốt để lại số điện thoại giúp cho em. Cầm lên đấy máy mài hai đá em vừa cho các bác xem đấy bác Hùng, em vừa cho các bác xem máy mài hai đá đấy.
Đây là máy Hitachi 12V là giá 350.000, bác làm một chốt thì cho em số điện thoại nha. 350.000 các bác có một thân máy 2 pin và một sạc. Còn con này là con máy Makita 12V này. Makita 12V là 400.000 nha. Con này 400.000. Makita 12V là 400.000 nha. Bác là chốt để lại số giúp cho em. Máy 12V pin tròn nhỏ gọn giá 400.000 bao ship. Các bác có đầy đủ một bộ bao gồm một thân máy, hai pin và một sạc, kèm theo là một bộ phụ kiện là hơn 20 chi tiết, đầu mũi khoan, đầu khẩu và đầu tua vít lối dài zích zắc rất là nhiều luôn. Giá là 400.000 một bộ nha. Phù hợp với những bác nào mà bắn thám ốc vít nhẹ nhàng và khoan sóc khoan gỗ cho em. Anh Tuấn Đặng ơi, Hukan X1 vào đồ là 1 triệu 3 đấy. Anh muốn tặng thêm cái gì ạ? Anh muốn tặng thêm cái gì bên em tặng cho anh? Anh cứ để lại số điện thoại đi. Anh cứ để lại số điện thoại đi, mai mà anh muốn tặng cái gì nhé em tặng tặng thêm cho anh được. Máy bơm nước là em có nha anh Tùng ơi. Máy cắt sắt là anh Phong Trần quan tâm máy cắt sắt phi bao nhiêu ạ? Nếu như mà máy cắt sắt mà phi 350 thì các bác có thể là dùng cho em cái con máy Saikyo nhé. Giá là 1 triệu 300 nghìn. Máy mài công tắc đuôi màu vàng. Máy mài công tắc đuôi màu vàng em hết rồi anh Hồng, bây giờ em có màu xanh để đúng không ạ? Máy màu xanh. Anh Tuấn ơi, máy chuyên vít là 950 nhá, là có một máy hai pin, một sạc và một dây đem hộp đựng. Máy công tắc đuôi màu vàng em hết rồi, bây giờ anh em còn cái con màu xanh này được không anh Hồng ơi? Đây là con máy Hyundai màu xanh giá 350.000 nhá. Makita có bán pin rời không? Em có bán pin rời nha anh Bình nhá. Anh Bình là muốn mua pin của cái mẫu nào vậy ạ? Em chào anh Quyết nhá. Máy cắt tay của Hyundai là 350.000 này, bác nào chốt để lại số điện thoại giúp cho em này. Còn Makita 12V là 400.000, anh Thái em Makita 12V là 400.000 nếu mà anh chốt để lại số điện thoại giúp cho em nha. Makita 12V là 400.000. Bao phí vận chuyển cho các bác này. Đổi cho anh máy rửa xe. Anh muốn đổi sang cái gì hả anh Quý ơi? Anh Quý muốn đổi sang cái gì à? Máy rửa xe đấy tiện mà anh làm trong gia đình được chưa hả anh? Và ok anh Tuấn nhá, anh Tuấn nhắn Zalo cho em được nha anh Tuấn nha. Anh Quý ơi, cái máy rửa xe là các bác làm trong gia đình tiện mà. Bác làm việc gì mà không phù hợp ạ? Cái máy đấy các bác cứ để Tết đến dọn nhà cũng được, rửa sân, rửa xe, pháo các thứ rất là tiện luôn đấy. Khoan pin 13 ly của Makita là 1 triệu 100 nghìn nha anh Tuyến nha. Đây là khoan pin của Makita 13 ly này, giá 1 triệu 100 nghìn này. Anh Tuấn muốn tặng thêm cái gì anh Tuấn ơi? Anh Tuấn muốn tặng thêm cái gì ạ? 12V này em vừa giới thiệu cho các bác là của Hitachi này là 350 nha bác Bình nha. 12V của Hitachi là 350 này. Còn 12V của Makita là 400 này. Con nào khỏe hơn không ạ? Con 1 triệu 350 nghìn đấy cũng là khỏe tương đối đấy anh Quý. Con đấy khỏe đấy. Con này là con Hukan pin 4 cell này, giá 750.000 này. Máy cái máy 1300W á, 2300W anh Tiến ạ, máy 2300W là 1.550.000 nhưng mà em lại không mang vào đem để trong kho cơ. Anh nghe Tiến vào Zalo cho em gửi mẫu cho anh nhá, anh đi vào Zalo em gửi mẫu cho. Con này là con Hukan 4 cell, giá là 750.000, bác là chốt cho em số điện thoại này. Con này nó chạy động cơ từ không than nha. Con này động cơ từ không than. Pin 4 cell. Các bác có chọn bộ là một thân máy, hai pin, một sạc và kèm theo là sẽ có một cái bộ phụ kiện rất là nhiều chi tiết. Giá 750.000 đồng. Bác là chốt để lại số điện thoại giúp cho em này. Hukan 4 cell là 750.000 nha. Vâng, anh Đặng cứ cho em số điện thoại đi xong mai em tư vấn cho. Và ok anh Tuấn nha, ok anh Tuấn cho em số điện thoại đi xong mai em alo cho anh Tuấn nha. Con này là con máy Hitachi chuyên vít này các bác này, Hitachi chuyên vít giá là 700.000 nha, 700.000. Cái này là đầu chuyên vít đầu cài cực chắc luôn, pin của nó pin 4 cell này. Khoan pin Makita 12V là 400 nha anh Bình ơi, anh Bình mà chốt cho em số điện thoại này. Đây, khoan pin Makita 12V này, con này 400.000 nha. Bác là chốt để lại số giúp cho em này. Còn chuyên vít của Hitachi là 700. Là các bác có một thân máy 2 pin và một sạc. Pin của nó pin 4 cell nha. Pin 4 cell 12V bắn bu lông. 12V thì không có bắn được bu lông đâu anh Quý ơi. Bu lông là các bác phải lấy máy to à. Chứ máy 10
Máy 12V thì các bác không có bắn được ở bu lông đâu, 12V các bác chỉ bắn vít thôi. Vâng. Em cảm ơn anh chia sẻ hữu ích cuộc sống ạ. Vâng, giọng nói của Bắc Giang khó nghe à, các bác? Giọng nói của Bắc Giang khó nghe. Không, không phải là giọng nói của Bắc Giang khó nghe đâu, mà em nói là hơi ngọng đấy. Anh chia sẻ hữu ích cuộc sống. Em nói hơi ngọng một chút, nhiều khi là các bác hơi khó nghe. Con Hu Can X2 thì không có giảm được tí nào đâu anh em. Tuấn Đặng ơi, cái Hu Can X2 lại giá lên giá tốt nhất rồi đấy, vì là bây giờ nó còn lên giá rồi đấy, nó lên giá rồi, nhưng mà em chưa chưa có bán nên đấy, em vẫn còn lô cũ, em chưa hết nên em chưa bán nên đấy. Hết lô này sang lô mới là con Hu Can X2 nó đã lên giá rồi các bác nhá, hàng dạo này lên giá đấy. Còn máy nào công tắc đuôi á anh Hồng ơi, máy công tắc đuôi thì đây, công tắc đuôi là anh dùng máy Hyundai hoặc là máy máy Sumo cho em nhé. Con này là con Hyundai này. Vâng, ok anh Thành, chờ em một chút nhá, em chào anh Phong Vũ nhá, em chào anh Nghiêm nhá. Đây anh Hồng ơi, máy công tắc đuôi là anh có thể dùng, một là dùng cái con máy Hyundai này nhá, Hyundai là 350.000, công suất là 980W, máy một tấc và công tắc gạt đuôi này nhá, giá là 350.000. Hoặc là anh dùng Somo này, con này là con Somo X1 này. Somo X1 là 480, là con này cũng công tắc gạt đuôi luôn nhá. Đấy, Somo X1 này. Con này Somo X2 này. Somo X2 là 700. Đấy, hai cái mẫu mài Somo này. Somo X1 đây là 480 này, Somo X2 là 700. Hai cái mẫu này thì các bác xài rất là ok luôn. 480 là Somo X1, Somo X2 là 700. Riêng về cái con Somo X2 thì là các bác sẽ có một cái phần là phần khởi động mềm. Khi mà các bác cắm máy vào điện thì chạy máy là máy nó sẽ chạy từ từ trước, sau đó là nó mới nhanh dần lên, các bác làm nó sẽ không bị mỏi tay. Đấy, con Somo X2 là sẽ có phần khởi động mềm. Còn con Somo X1 thì không có khởi động mềm nha. Hai cái mẫu này đều công tắc gạt ở đuôi như này nha. Bác là chốt mã nào comment mã đấy cho em này. Máy mài 10 xeo anh nghe, dùng cho em cái máy Magita nha anh Thành ơi. Giá là 1.200.000. Đây, con này là mài Magita này. Mài pin của Magita mài một tấc này. Thân 13 ly là 650 bao ship nha anh Học Bùi ơi. Thân 13 ly các bác mua là em bóc ở thân máy ra, bóc máy ra bán cho các bác là 650.000 một thân máy nha. Bao phí ship cho các bác. Anh Thành nghe, đây là máy mài pin 10 cell này, mài của Magita. Các bác dùng công tắc bật ở trên lưng như này nha. Pin của nó là pin 10 cell. Các bác có hai quả pin trâu 10 cell và thân máy thì là động cơ từ không than, máy một tấc nhá. Giá 1.200.000 các bác có một thân máy, hai pin và một sạc. Bác là chốt mã này comment hộ em này. Có loại nào khỏe hơn không? À, anh Quý ơi, máy rửa xe 1.350.000 đấy là cũng là khỏe lắm đấy, con đấy khỏe lắm. Còn khỏe hơn nữa là anh muốn khỏe hơn nữa là anh phải dùng những cái con máy mà motor, chạy motor to ấy, motor đầu dời ấy. Còn máy đầu liền là con đấy là khỏe đấy. Còn nếu mà anh muốn mạnh hơn nữa là anh phải dùng con máy motor đầu dời của dây loa kéo ấy, như những cái máy mà người ta rửa rửa xe lên kinh doanh ở những cái cửa hàng rửa xe đấy. À, anh Phan đây, máy trà nhãn bên em có nhé. Trà nhãn thì các bác có thể dùng cái con xe tăng Magita là giá 1.200.000, hoặc là những cái con máy nhỏ hơn là máy đông trang hình vuông 10 10 ra 550 nhá. Nhà em có anh Quý ơi, nói chung nhà em cái gì cũng có hết. Máy rửa xe đầu giờ em có, anh vào Zalo gửi mẫu cho. Có bác nào mà chốt được máy mài pin Magita thì comment hộ em này. Mài pin Magita là 1.200.000 nha các bác nhá. 1.200.000 đồng một máy. Các bác chốt để lại số điện thoại giúp cho em nhá. Mài pin Magita là 1.200.000 đồng này. Bác nào mà quan tâm cái mẫu máy khoan nào thì comment cho em này. À, đây là khoan 3 chức năng của Hu Can nhá. Con này là các bác sẽ có chức năng búa để hỗ trợ khoan tường này, 20 cấp trượt và đảo chiều đầy đủ, nút chỉnh nhanh chậm trên lưng máy như này. Con này là đầu kẹp Autolock 13 ly, đầu Autolock thực sự nha. Giá 1.100.000 là các bác có một máy này. Máy này chạy động cơ có than và hai pin 5 cell, một sạc, giá 1.100.000. À, anh chưa dùng, nếu mà anh chưa dùng thì em đổi thoải mái, mà anh Quý anh đi vào Zalo đi em gửi mẫu cho anh nha. Máy đánh bóng xe em đang hết rồi nha anh Trường nhá. Máy mài là cái mẫu nào anh Tuy Nguyễn đi.
Anh nghe tên Nguyễn nào hỏi em cái máy mài gì ạ? Máy mài Hashi là máy gì ạ? Thân máy mài là 700 nha anh Hoàng nha, thân máy mài Makita là 700. Con này là con Hukan 3 chức năng là giá là 1.100.000, bác vào chốt để lại số điện thoại cho em này. Hukan 3 chức năng giá là 1.100.000. Makita 3 chức năng pin 10 cell không than giá là 1.100.000. Máy mài nào anh tia anh nạp căng pin vào. Anh mua nguyên bộ máy mài hay là chỉ mua cái thân máy ạ? Máy rửa xe đích tanh. Máy rửa xe 1.2 triệu là em có máy Zuku nhá anh Quyền ơi, còn máy đích tanh là máy gì thì em không biết ạ. Máy Decton đấy em. Máy Decton em không có làm đâu ạ. Vâng. Motor 12V và Zalo em nhanh phong trần nha. Con này là con Makita 3 chức năng 13 ly là giá 1.100.000, bác là chốt cho em số điện thoại này. Nó hay ngắt như nào anh quay video anh gửi vào Zalo em kiểm tra cho anh nha. Anh phong trần nha. Vâng, thế thì chắc là máy đấy có nhiều loại. Thế thì mai bên em check lại Zalo anh cứ nhắn tin vào đấy. Máy hàn sắt là bên em có máy da xích nhá. Anh Cường nhá, đây là con máy da xích 200E này. Để em để trên kệ này là con máy da xích 200E. Là các bác sẽ hàn được quê 2 ly rưỡi, giá là 1.200.000. Đây là con máy hàn da xích 200E. Còn nếu như mà bác nào mà muốn hàn quê 3 ly 2 thì các bác dùng con máy 250E, giá là 1.500.000 nhá. Vâng, em xin chào anh Trình nha. Máy xiết bu lông khí lén là máy gì hả anh? À, máy xiết bu lông bằng... bằng hơi đúng không? Xếp bu lông hơi em không có nha anh Trường, em có xếp bu lông pin thôi ạ. Em mà gửi vào đồng like thì là 4-5 ngày là anh sẽ nhận được nha anh Chí Minh nhá. Xem thử máy rửa đó nhé chị. Anh Quyền ơi, đây máy rửa xe đây. Đây là máy rửa xe Iasu này. Máy rửa xe Iasu là 1.350.000 nha. Đấy, rửa xe Iasu này. Đó, 1.350.000. Đầy đủ phụ kiện cho các bác sử dụng nhá, 1.350.000 bao ship tận nhà cho các bác. Xích của máy cưa xích pin. Anh Thanh Chu ơi, bây giờ hiện tại là xích của cưa xích pin này em chưa có bán lẻ đâu. Đến sang năm mới có, bởi vì là bây giờ nó cái cưa xích để nó mới ra thị trường, bây giờ mà mình nhập cái xích nó đắt lắm. Các bác dùng nó chưa có hỏng ngay được, các bác phải dùng một thời gian cũng khá dài là mới hỏng được. Nay may hỏng các bác mua sau chứ bây giờ mua bây giờ đang đắt lắm. Bác làm mà muốn hỏi em về cái mẫu máy nào các bác comment hộ em nha. Các bác mà quan tâm mẫu nào các bác cứ comment hộ em. Có bác nào mà muốn hỏi em về cái mặt hàng nào thì các bác comment để em giới thiệu và tư vấn cho các bác nha. Có bác nào chốt cái mẫu nào các bác comment giúp cho em. Các bác chốt đơn cứ để lại số điện thoại cho em là được nhá. Đây là máy Daiwat 13 ly này các bác này. Mỏ hàn. Anh Tám mà chốt cái con Makita 400.000 cho em số điện thoại nha anh Tám nha. Em có mỏ hàn xung 100W thôi, không có mỏ 200W đâu bác Dũng ơi. Đây là máy Makita 12V này, giá 400 này. Anh Tám Nguyễn mà chốt thì để lại số điện thoại em nhá. 400.000 máy Makita 12V. Cái mỏ hàn xung là bên em có cái mỏ 100W. Đâu rồi đây? Mỏ hàn xung của bên em là 100W nha. Máy gì ạ? Máy cưa pin thì em không có nha anh Vinh ơi, em có máy cưa điện thôi. Máy pin DCA em không có nha anh Đặng nhá. Bác nào mà chốt được cái con máy Daiwat 13 ly này thì các bác comment hộ em này. Daiwat 13 ly là giá 950.000. 950.000 là các bác em trái anh Kỳ nha.
Đai bát 13 ly là 950.000. Thì con này nó sẽ có 3 chức năng là các bác có búa để khoan tường nhá. Có búa khoan tường và 20 cấp trượt này. Nút chỉnh nhanh chậm ở trên lưng máy. Và em cảm ơn anh Tám nha. Em thấy số anh Tám rồi đấy ạ. Bác nào mà chốt được cái con máy đai bát 13 ly này thì các bác để lại số điện thoại giúp cho em nhé. Đai bát 13 ly là 950.000. Đai bát 13 ly là 950.000 đồng nha. Các bác có đầy đủ là một thân máy, 2 pin và một sạc. Kèm theo là có hộp đựng máy cho các bác luôn, 950.000. Cái con này là sẽ có 3 chức năng nhé. Các bác có chức năng bắn vít này, khoan sắt khoan gỗ và bên này là búa để khoan tường. Có 20 cấp độ trượt và đảo chiều đầy đủ, nút chỉnh nhanh chậm 1-2 trên lưng máy. Đầu kẹp của nó là đầu Autolock 13 ly và máy chạy động cơ có chổi than. Có kèm theo máy là 2 quả pin châu 10 cell, giá 950.000. Máy bắn cốt này em có nha anh BB ơi. Máy bắn cốt này em có máy 5 tia xanh. Máy 5 tia xanh đây. 5 tia xanh là 850 này. 5 tia xanh là 850, còn 5 tia đỏ là 600, 12 tia xanh là 1.3 nha anh BB nha. Máy mài loại nhỏ. Anh Hòa có thân máy mài pin hay mài điện ạ? Mài điện mà loại nhỏ anh dùng những cái dòng máy ngắn này này. Khoan pin 48W, Makita là khoan nào vậy anh Văn Cường ơi? Máy cắt sắt Sagio là 1.3 nha anh Hiệp nhá. Máy mài nhỏ anh dùng con này này anh Hòa ấy. Dùng con Windai này 350 hoặc là cái con Somo X1 này 480 này. Somo X1 là 480, Windai là 350 nha anh Hòa nha. Vâng, đấy điện 220 đấy anh Hòa. Máy Makita 13 ly là 1.1 triệu nha anh Nành Nguyễn ơi. Đây là Makita 13 ly này. Con này là con Makita đầu kẹp 13 ly. Máy 3 chức năng nhá, động cơ không than pin 10 cell. Có một thân máy 2 pin và một sạc, giá 1.100.000 này. Em chào anh Nam nhá. Máy Makita 13 ly là 1.100.000 em bao phí vận chuyển cho các bác. Bác là chốt để lại số điện thoại của em nhá. Makita 13 ly giá là 1.100.000 đồng. Bên chị có sạc pin. Em có sạc pin 21V đấy anh Khánh ơi. Sạc pin 21V nhé. Bác nào mà chốt Makita 13 ly thì comment của em nhá. Makita 13 ly là 1.100.000 là các bác sẽ có một thân máy 2 pin và một sạc. Giá 1.100.000 bao ship tận nhà cho các bác. Đấy bác nào chốt mã nào comment mã đấy hộ cho em nhá. Bác nào mà chốt được máy bu lông Vulcan thì comment cho em này. Con này là bu lông Vulcan X1 và đồ giá là 1.3 triệu này. Máy bắn của hàng Trung Quốc, hàng nội địa Trung Quốc nha anh BB ơi. Máy phun sơn à. À anh Sáu em của phun sơn bằng điện kia. Cái màu xanh để trên kệ đây này có cái bình trắng đấy. Là 650.000 nha anh Khánh nhá. Anh Hữu Sáu nha. Súng phun sơn bằng điện nên là 650.000. Anh Khánh ơi, cái máy của anh nó ghi 24V thôi. Chỉ được 21V thôi. Không có cái nào được 24V đâu anh Khánh nhá. Máy đầm dùi là em có nha anh Thẻ Mai ơi. Anh Thẻ Mai và Zalo em gửi cái đầm dùi cho anh nha. Bác nào mà chốt cái con Vulcan X1 Pro này thì comment của em này. Vulcan X1 Pro là 1.300.000 đồng là các bác có một máy không than và hai quả pin châu, một quả 10 cell, một quả 15 cell. Giá là 1.300.000 đồng bao phí vận chuyển toàn quốc cho các bác. Chị quay em xem á. Anh Khánh ơi, cái đấy em lại không mang vào đây rồi. Cái sạc 21V ấy. Sạc 21V là sạc của những cái con máy pin 5 cell như này này. Anh định lấy cái máy nào nữa? Chị và anh Sáu ơi, sơn gì cũng được ạ. À? Sơn gì cũng được hết. Cái sơn súng sơn đấy là anh cắm điện trực tiếp 220 nha anh Sáu nha. Máy mài đá. À máy mài đá nhỏ á. Anh Hòa ơi, máy mài đá nhỏ thì anh dùng máy 125 cho em là 700.000 bao ship nha anh Hòa nha. Anh Khánh ơi, cái sạc pin của cái con Makita 600.000 này. Đấy, nó là sạc pin 21V 5 cell, cái sạc con máy như này này. Anh Sáu. Đây anh Sáu ơi, cái súng phun sơn đây ạ. Súng phun sơn là 650.000 nha. Đây là súng phun sơn bằng điện này các bác này. Anh Khánh Phương hỏi em cái gì tiền về ạ? Anh chờ em chào anh Tú Phan nha. Đây là súng phun sơn bằng điện này các bác này. Súng phun sơn bằng điện là 650.000 nha. Bác nào chốt để lại số giúp cho em này. Vâng, anh Khánh Phương ơi, cái sạc ấy à. Cái sạc là 100.000 em bao ship nha anh Khánh Phương nha. Đây là súng phun sơn bằng điện là 650.000 này. Anh Hữu Sáu mà chốt để lại số điện thoại em nhá. Súng phun sơn bằng điện là 650.000.
Đấy các bác chốt đơn để lại cho em số điện thoại 650.000 một cái nhá. 650.000. Cái này các bác có thể mang đi làm công trình tiện lắm. 650.000 một súng phun sơn bằng điện này. Bác là chốt để lại số giúp cho em nhá. À, bôi lông hội X2 là em có nha anh Long ơi. Vừa nãy anh có mang cái con Hukan X2 vào đây nhỉ anh nhỉ? Không. Không mang vào đây. Và em thấy số của anh 6 nha. Và ok 6 nha. Để đến mai nhà em sẽ alo để chốt đơn cho anh. Cái Hukan X2 và đồ phụ kiện là bên em có luôn nha anh Lê Long ơi. Giá là 1.450.000 đồng. Đấy con Hukan và X1 và đồ này thì là giá 1.300.000. Là các bác sẽ có một quả pin 10 cell và một quả pin 15 cell. Không có theo phụ kiện đầu mũi khoan. Thế nhưng mà cái con X2 ý, con X2 bờ đồ thì nó sẽ có phụ kiện theo rất là nhiều đầu mũi khoan. Thế nhưng mà nó lại chỉ có hai quả pin 10 cell thôi, không có quả pin 15 cell. Đấy các bác lấy con X1 bờ đồ này thì nó sẽ theo một quả pin 15 cell để các bác xài nó sẽ ok hơn đấy. Súng bắn sơn được nhanh cường ơi. Súng bắn sơn nó cũng như là súng hơi thôi, có điều các bác chạy bằng điện thôi, nó tiện không cần phải mang máy hơi đi. Đúng rồi nhá anh Nành nhá, Magita 13 ly này là con này là không than đấy ạ. Con này là không chổi than này anh Nành ơi. Magita 13 ly là máy không chổi than đấy. Pin châu 10 cell máy không chổi than, giá là 1.100.000 nha anh nhá. Bác là chốt con Hukan Bulong X1 vào đồ là giá 1.300.000 thì để lại số điện thoại em này, 1.300.000. Đấy Hukan X1 vào đồ giá là 1.300.000 đồng bao phí vận chuyển cho các bác. Các bác là chốt để lại số điện thoại giúp cho em nhá. Hukan X1 vào đồ giá 1.300.000 đồng. Có bác là chốt đơn để lại số điện thoại giúp cho em. Con này là con bu lông của Magita này các bác này. Bu lông của Magita là 950.000 nha. Là các bác sẽ có một thân máy không than và hai quả pin châu 10 cell. Đầu 2 trong 1 là bu lông 1/2, là các bác lắp được khẩu 1/2 và có lỗ lục ra ở giữa để bắn vít. Em ở Bắc Giang nha anh Dũng nhá. Bác làm mà chốt được bu lông Magita thì comment của em này. Vâng. Ok, ok anh Cường nha. Để mai em sẽ alo gửi cho anh Cường cái súng phun sơn là 650.000. Vâng, ok anh Cường nha. Em cảm ơn anh Cường nha. Bác làm mà chốt được con máy Magita bu lông này thì comment cho em nhá. Magita bu lông là 950.000 đồng. Có một thân máy 2 pin và một sạc. Còn đây là chuyên vít của Magita này. Chuyên vít của Magita là 950.000. À, chuyên vít của Magita là 950.000. Bác là chốt để lại số giúp cho em. Giá 950.000 đồng. Máy đầu cài các bác dựng vít cực kỳ là chắc luôn nhá. Giá là 950.000. Máy bắn hộp bằng máy là hộp nhựa nhá anh BB. Máy khoan pin này là hộp nhựa đi chứ không có hộp nhôm đâu. Có địa chỉ. Và ok anh Cường, em cảm ơn anh Cường nhá. Để mai em sẽ alo xin lại địa chỉ của anh. Em đỡ phải đi vào Zalo tìm. Con này là con chuyên vít của Magita là giá là 950 này. Bác là chốt để lại số cho em này. Bác là đang hỏi em cái con Hukan X2 đấy ạ. Con này là con Hukan X2 vào đồ nha. Có phụ kiện giá 1.450.000. Bác là chốt để lại số giúp cho em này. Hukan X2 vào đồ có phụ kiện giá 1.450.000. Con này thì khỏe luôn rồi. Con này các bác sẽ bắn được bu lông 24 để lại cho em nha. Cuối năm này bên em đang giảm giá kịch sàn anh Hiệp ơi. Đây là bu lông Hukan X2 vào đồ phụ kiện giá 1.450.000. Bác là chốt để lại số giúp cho em này. Magita chổi than á. Anh Phi Hồng ơi, Magita chổi than thì là cái con pin 5 cell này nha. Con này là con pin 5 cell 3 chức năng. Con này thì nó sẽ chạy chổi than pin 5 cell giá là 600.000. Máy 3 chức năng đầu kẹp 10. Các bác sẽ lắp được mũi khoan 10 đổ lại nhé. Máy chạy động cơ có chổi than pin 5 cell. Một bộ này các bác có một thân máy 2 pin 1 sạc và kèm theo phụ kiện hơn 20 chi tiết, giá là 600.000 một bộ. Bác là chốt để lại số giúp cho em này. Con bu lông Hukan X2 Pro có phụ kiện giá 1.450.000. Magita Vít á. Anh Hùng ơi cái và ok anh Lành Nguyễn nha, em chốt cho anh Lành Nguyễn một con. Con chuyên vít này là 950 là máy không chổi than đấy anh Hùng ơi, con này là không chổi than. Hukan 4 cell là 750 công tuệ nhá. Đây. Hukan 4 cell này, Hukan 4 cell là 750 nhá. Anh Tuệ mà chốt cho em số điện thoại nhá. Con vít Magita này là 950 này anh Hùng ơi, con vít Magita là 950 là máy này là máy không than đấy nhá anh nhá. Con này là động cơ từ không than, pin 10 cell đấy.
Chuyên viết của Mayta là động cơ từ không than pin 10 xe nha các bác nha. Bắc Cạn thì tầm độ 2 hôm nha anh Hằng ấy. Bắc Cạn tầm 2 hôm. Anh Vân này, anh nhận được khoan Martin đầu 13 rồi, chưa khoan thử nhưng chạy thử thấy rất ok. Và em cảm ơn anh Vân phạm công rất là nhiều. Và cái con Martin ấy em gửi cho anh ấy là con Martin đấy là hàng công ty chính hãng, anh dùng xài ok lắm, anh cứ chạy đi, anh cứ thử thoải mái đi. Có vấn đề gì thì anh alo cho bên em nhá. Anh Hùng ơi, anh Hùng có chốt được cái con chuyên vít Magita này không ạ? Chuyên vít Magita là 950.000, nếu mà anh Hùng mà chốt được thì để lại số điện thoại giúp cho em nhá. 950.000 là các bác, có bao gồm là một thân máy, hai pin và một sạc. Con này giá 950.000, máy động cơ không than và pin trâu 10 xe cho em. Máy bu lông Magita là 950.000, là cái giá là giá tốt nhất, đẹp nhất thị trường cho các bác luôn rồi bác Hiệp ơi. Con này là con bu lông của Magita hàng loại 1, điều chỉnh 3 chế độ nha. Em chào anh Giang nhá. Chuyên viết Huka thì em không có nha anh Long ơi. Chuyên viết Huka thì là các bác lấy, em thấy số của anh Công Tuệ nhá. Và em cảm ơn anh Công Tuệ nhá. Anh Long ơi, chuyên viết Huka này em không có đâu. Em có bu lông 201 của Huka. Đấy, nếu bác nào mà cần chuyên viết ý, và em chốt cho anh đọc một cái máy Magita 600 nhá. Bác nào mà cần chuyên viết ý, thì em sẽ tặng cho các bác một cái đầu T chuyên viết về. Các bác tháo cái đầu bu lông 201 này ra, các bác lắp cái đầu T chuyên viết vào đây thì là các bác sẽ thành máy chuyên vít ngay. Đấy, chứ còn có ngay cái máy chuyên vít thì em không có. Tức là em sẽ tặng cho các bác, nếu như mà bác nào mà cần cái máy chuyên vít thì em sẽ tặng cho các bác nhé. Bác nào cần thì em mới tặng nha. Đấy, vì là cái đầu T chuyên vít của em nó trị giá 100.000 cơ. Tặng nhiều khi về các bác không có nhu cầu, các bác không dùng bỏ là phí. Đấy, bác nào mà cần chuyên vít thì em sẽ báo bên em sẽ tặng cho các bác một cái đầu T chuyên vít về. Các bác tháo cái đầu T bu lông 201 này ra, các bác lắp cái đầu T chuyên vít vào thì nó sẽ thành máy chuyên vít ngay thôi ạ. Máy khoan điện, anh quan tâm máy khoan tay hay khoan điện em giới thiệu cho anh Ngọc ơi. Máy khoan, ở đây có con Martin đầu 10 không anh ơi, cho em mượn cái Martin đầu 10 ở đây đi. Anh nghe cần cái khoan tay hay là khoan điện để em giới thiệu cho anh Ngọc Hòa. Nếu như mà anh mà dùng bản máy tôn ấy thì anh dùng khoan đầu 10 nhá. Bản máy tôn thì là anh dùng khoan đầu 10. Con này là con Martin đầu 13 này. Martin là bên em sẽ có đầu 10 hoặc đầu 13 nhé. Đầu 10 là 350.000, của con này là đầu 13 là giá 500.000. Đầu 10 thì phù hợp với những bác mà làm mà đi bán máy tôn ý, thì các bác dùng đầu 10 cho em. Đầu 10 đi bán máy tôn là giá là 350.000. Còn con này là đầu 13 thì các bác làm mộc thì các bác dùng giá là 550.000. Đó, em chào anh Nam Bùi nha. Máy hút bụi pin nếu không có nha anh Cường ơi. Khoan nội địa em không có nha anh Cường nhá. Đấy, bác nào mà chốt con khoan Martin đầu 13 này thì cho em số điện thoại này. 500.000 một máy nhá. Đây, còn con này là con đầu 10 này. Đó, đầu 10 tự siết đây, giá là 350.000. Còn Martin đầu 13 đầu sắt này giá là 500.000. Bác nào chốt mã nào comment là đấy hộ em nhá. Còn con này là con bot 13 ly này. Bot 13 ly là công suất 910W, giá là 380 này. Con này là bot 13 ly đây ạ. Bot 13 ly là công suất là 910W nhá, giá 380.000. Bác nào chốt mã nào comment mã đấy hộ em nhé. Có bác nào mà chốt cái con máy cắt tay bắt đa này. Máy cắt tay bắt đa là công tắc bóp ở chua như này, giá là 450.000 này. Chuyên vít. Anh Hằng ơi, cái hàng của bên em là bảo hành cho các bác 3 tháng ấy nhá. Bác nào mà chốt con máy cắt tay của bắt đa này, công tắc gạt, công tắc bóp ở chua cầm như này nhé, giá là 450.000, máy một tấc, giá 450.000 này. Bác là chốt cho em xin số điện thoại này. Bác làm cần máy hút bụi thì các bác dùng máy điện cho em nhé. Máy này là dùng điện trực tiếp 220, giá là 550.000 một máy, công suất là 1.000W nhé. Cái này các bác vừa hút vừa thổi được bụi luôn. Hút hút bụi các bác lắp như này, thổi bụi các bác đảo chiều lại đây. Đó. Hút bụi là các bác lắp phía trên này, còn thổi thì các bác lại đảo lại về đây là các bác thổi bụi được nha. Vừa hút bụi này, vừa thổi bụi này, vừa bơm hơi được luôn. Giá 550.000 một máy. Máy hút bụi là 550.000 một máy, bác là chốt để lại số giúp cho em nha. Hút bụi là 550.000. 550.000 miễn phí ship cho các bác luôn, bác là chốt để lại số điện thoại giúp cho em nha. Hút bụi điện là 550.000. Em có cả thổi bụi điện nha, thổi bụi điện là 350.000. Anh Hằng mà chốt được máy chuyên vít Magita thì comment hộ em số điện thoại nhé. Chuyên vít Magita là 950.000.
Tất cả các sản phẩm bên em đều bảo hành cho các bác là 3 tháng, nên là các bác yên tâm khi sử dụng. Và bác nào muốn quan tâm về cái mặt hàng là các bác comment hộ cho em nhé. Có bác nào muốn hỏi em máy khoan nào thì các bác comment giúp cho em. Bác nào mà quan tâm máy khoan bê tông thì các bác comment này. Em có máy bê tông bóp không hộp này. Con này là con máy bóp không hộp nha. Bê tông bóp không hộp này. Pin 12V là 80.000 một quả, em chưa bao ship hay Trần Quang ơi. Con này là con bot 2-26, em chào anh Viện Thông nha. Bot 2-26 là 650.000 này. Công suất là 800W nhá. Máy 3 chức năng và có đảo chiều đồng với khoan 2-26 này. Con này giá 650.000 đồng. Các bác chỉ có máy và tay cầm thôi, không có hộp đựng máy và không có phụ kiện gì đi theo. Giá 650.000 đồng bao ship. Bác là chốt để lại số giúp cho em. Máy bốc 3 chức năng giá 650.000 này. Bác là chốt cho em số điện thoại này. Em có bot hoặc là Hukan nha. Bê tông của Hukan 3 chức năng là giá 950.000 này. Em nói nhiêu tiền? Anh Trần Quang hỏi em cái nào nhiêu tiền nhỉ anh Trần Quang ơi. Anh Trần Quang ơi, pin 12V là 80.000 nha anh nha. 80.000 là chưa được bao ship. Đây là máy bê tông 3 chức năng của Hukan, giá 950.000. Các bác có máy, có tay cầm, có hộp đựng máy và 3 mũi khoan 2 mũi đục luôn. Giá 950.000, công suất 1050W nha. Bác là chốt để lại số giúp cho em này. Bê tông Hukan 3 chức năng 950.000. Các bác chốt đơn để lại số điện thoại giúp cho em nha. Để anh Quang mà chốt pin thì cứ để lại số điện thoại em nhé. Đây là bộ dao cạo râu bằng pin này. Đấy, các bác không thể nào được bỏ qua cái sản phẩm này. Cái này là bác nào mà bỏ qua cái sản phẩm này thì là một cái điều cực kỳ là đáng tiếc luôn. Các bác là Lan Nhi thì các bác không thể là thiếu cái sản phẩm này được. Một chiếc máy cạo râu bằng pin rất là tiện lợi, giá chỉ có 150.000 đồng khi mà các bác đặt hàng trên livestream của em. Bác là để lại số điện thoại cho em này. Máy cạo râu bằng pin 150.000 đồng các bác nhá. Pin 12V đấy anh Nam Bùi. À đúng rồi, anh Nam Bùi bảo cái này tốt lắm. Anh Nam Bùi dùng cái cạo râu này rồi. Cái cạo râu này là 150.000 này. Các bác sẽ được tặng kèm theo là một cái chổi quét râu này, một cái sạc này và một lưỡi dao cạo sâu cua đây nhá. Để em sẽ mở ra cho các bác xem về cái mẫu này. 150.000 một máy thôi các bác xài ok, cực kỳ là ok luôn á. Rất là tiện lợi, an toàn tuyệt đối 100% luôn. 3-1 nha, các bác vừa cạo râu vừa tỉa tóc mai và soi gương được. Cái phần này là phần soi gương này các bác này. À, các bác soi gương nhá. Anh Quang ơi, cái pin 12V nào nó giống như ở cái con máy 12V như này này. Pin 12V nó như này đây. Đấy, quả pin này này. Đây, quả pin như này anh Quang ơi, pin tam giác này. Này, pin này là pin 12V, pin tròn. Bắn vít bắn vít nào anh Đào Hoàng ơi. Cái máy đầu 10 này á. Mayta đầu 10 này giá là 600 nha anh Đào Hoàng nha. Mayta đầu 10 là 600. Máy thổi bụi là em có thổi bụi điện là 350 nhá. Anh Minh Nhật nha, thổi bụi điện là 350. Hôm nay em lại quên không mang vào đây. Thổi bụi điện là 350, còn thổi bụi pin là các bác không mua pin là thân máy là 550. Còn mua pin là 250 một quả pin 10 cell, một cái sạc 100.000. Máy cạo râu bằng pin khi mà các bác xài các bác mở lắp đậy ra cho em nhé. Đây là cái phần cạo râu này. Cái công tắc này khi các bác bật lên là máy nó sẽ rung là các bác hoạt động được. Đấy, các bác dùng cạo râu ở cái phần này nhá. Đấy, dùng xong rồi tắt đi. Cái phần công tắc này này, các bác bật lên là nó sẽ đẩy một cái phần lưỡi cạo này là các bác để các bác cạo tỉa tóc mai nhá. Cái này tỉa tóc mai. Đó, rất là tiện. 3-1 các bác vừa soi gương này, vừa cạo râu và vừa tỉa tóc mai được luôn. Giá là 150.000 thôi. Các bác mua ngoài thị trường nó sẽ có giá là 350.000 cho đến 450.000. Nhưng mà trên live của nhà em thì các bác là sẽ mua được với cái giá là 150.000 đồng bao phí ship. Bác là chốt để lại số điện thoại của em nhé. Pin tam giác 12V cho máy bốc á. Máy bốc thì máy bốc anh cái chân của nó tam giác. Chân tam giác là được đấy anh Năm. Anh nhìn nó giống cái chân pin mà em vừa dơ lên đấy là anh nắp được. Nó giống chân anh nắp được nha. Đây là máy cạo râu bằng pin là 150.000. Bác là chốt để lại số giúp cho em nha. Cạo râu bằng pin siêu phẩm này là 150.000.
Vâng, anh Long ơi, anh Long chốt cạo râu cho em số điện thoại nhé. Cạo râu là 150.000. Bác nào chốt cạo râu bằng pin thì để lại số cho em này. Cạo râu bằng pin là 150.000. Pin hiệu Inco là như thế nào nhỉ anh? Vâng, em chốt cho anh Nhật là một cái cạo râu là 150.000 nhá. Vâng, em cảm ơn anh Nhật nha. Bác nào chốt cạo râu thì comment của em này. Cạo râu là 150.000 thôi các bác. 150.000 một chiếc cạo râu. Các bác có thể là xài một cái thời gian rất là lâu luôn. Cái này xài nó cực kỳ là bền và rất là tiện và tuyệt đối là an toàn 100% cho các bác luôn ấy. Vâng, em chốt cho anh Trường một cái cạo râu là 150 nhá. Vâng, em cảm ơn anh Cường nha. Vâng, em chốt cho anh Long này. Xin cảm ơn bác Long này. Bác là chốt đơn để lại số điện thoại giúp cho em nhá. Em chốt cho anh Trường là một cái máy cạo râu này. Anh Giang là chốt máy khoan 3 chức năng pin 10 sen. Dạ vâng, ok anh Giang nhá. Em thấy số điện thoại của anh Giang rồi. Đến 3 giờ chính nhà em sẽ alo để chốt đơn cho anh. Máy mài 2 đá, nếu mà anh lấy cái loại nhỏ là 700 nhá. Anh An Bình ơi, loại nhỏ là 700. Bác là chốt cạo râu bằng pin thì comment giúp cho em nhá. Cạo râu bằng pin là 150.000 đồng. Giá chỉ có 150.000 đồng thôi, nhưng mà các bác xài rất là tiện và rất là ok. Đối với cái sản phẩm này á, các bác mua ngoài thị trường nó có giá 350.000 cho đến 450.000 cơ. Máy có máy rung nhám không? Em có máy xe tăng này là 1.2.000 này, xe tăng Maita này là 1.2.000 nha anh Khánh ơi. Còn anh máy nhỏ anh có thể dùng cái con máy đông trang vuông 10-10 cho em, giá 550.000 nhá. Đấy, anh chốt mã này anh cứ comment số điện thoại em nhé. Các bác chốt đơn cho em xin số điện thoại các bác nhé. Đây là cái tăng đơ cắt tóc này. Tăng đơ cắt tóc là 200.000 một máy. Bác là chốt để lại số giúp cho em này. Tăng đơ cắt tóc là 200.000 đồng trên một máy. Tăng đơ cắt tóc là 200.000 đồng trên một máy. Các bác có thể là cắt tóc được cho cả người lớn và trẻ nhỏ luôn. Máy thổi bụi hôm nay em không mang vào đây rồi anh Minh Nhật ơi. Anh Minh Nhật vào kết nối Zalo với em để em gửi mẫu cái máy thổi bụi cho anh nhé. Hay có bác nào quan tâm cái mẫu nào các bác comment hộ cho em nha. Chốt đơn các bác để lại cho em xin số điện thoại nhá. Để em sẽ giới thiệu cho các bác cái bộ dao kéo Nhật này. Bộ dao kéo Nhật của bên em. Pin dùng cho máy bốc đi vào Zalo. Em nhanh năm người vào Zalo gửi mẫu cho em đi ạ. Các bác mua những cái quả pin lạ là các bác phải gửi mẫu. Đây là bộ dao kéo Nhật của bên em này. Toàn bộ đều là chữ Nhật hết nha các bác. Thân máy Makita 13 ly là 650 nhanh hoàng ấy. Đây. Con này là con Makita không than đầu kẹp 13 ly này. Các bác mua thân máy em sẽ bóc thân máy ra bán cho các bác là 650.000 một thân máy nha. Để em giới thiệu cho các bác cái bộ dao kéo Nhật của bên em. Giá 250.000 đồng. Tết sắp đến rồi. Các bác mua cái sản phẩm này về các bác để trong kệ bếp, xài rất là ok. Tết đến là các bác chặt gà nhá. Cái này bộ dao của nó sẽ chặt được gà luôn. Đây các bác nhìn này, toàn bộ này là chữ Nhật. Cực kỳ là đẹp luôn. Giá chỉ có 250.000 thôi. Nếu mà đối với cái sản phẩm này của bên em á, nhiều bác mà nhận được hàng rồi các bác quay lại các bác mua 2-3 bộ luôn về mua hộ anh chị em bạn bè người nhà nhiều lắm. Cái này các bác xài ok lắm, cái này là không phải lúc nào cũng có đâu các bác. Số lượng là có hạn nhá. Nên là các bác chốt đơn để nhanh tay hộ cho em nhá. Một combo sản phẩm có 6 món giá là 250.000 đồng. Máy rung gì ạ? Anh Nam Trần hỏi em máy rung gì hả? Anh Nam Trần ơi, em có máy rung gạch á. Đây máy rung gạch là 750.000 này. Máy rung gạch là 750.000 đây anh Nam Trần ơi, anh hỏi em máy rung gì ạ? Đây là rung gạch 750.000 nha. Bác là chốt rung gạch của mẹ của em là chốt rung gạch này. Đấy, để em giới thiệu cho các bác cái bộ dao này nha. Và ok anh Phong nha, anh Phong vào Zalo đi. Anh Phong vào Zalo đi cho em gửi mẫu cho. Đấy, bộ dao kéo Nhật là 250. Bác là chốt để lại số giúp cho em nha. Bộ dao kéo Nhật là 250. Đấy, cái này các bác xài ok lắm. Bác là chốt để lại số điện thoại hộ cho em nha. 250.000 một bộ nha các bác nha. Dao kéo Nhật. Vâng, anh Cường ơi, cái cắt tóc là 200 nha anh Cường nha. Cắt tóc là 200 nha. Anh Cường chốt để lại số điện thoại em nha. Đây, cắt tóc này này. 200.000 một máy. 200.000 một máy nha anh Cường ơi. 200.000 một máy, anh chốt để lại số điện thoại cho em nha. Bác là chốt bộ dao kéo Nhật thì comment này. Dao kéo Nhật là 250.000 này. Để em giới thiệu cho các bác một bộ đầy đủ 6 món. 6 món giá 250.000. Bác là chốt để lại cho em số điện thoại luôn này. Dao kéo Nhật là. Vâng, anh Vương ơi, anh Vương dao cả dâu là 150. Anh chốt để lại em số điện thoại nhé. Dao kéo Nhật là 250.000. Các bác có một chiếc dao chặt này. Dao này các bác có thể chặt xương, chặt gà. Và một chiếc dao thái. Đó.
và một chiếc dao gọt hoa quả nha. Dao toàn bộ đều là made in Japan dập nổi nha chị em. Đó, Japan dập nổi nha. Made in Japan dập nổi này. Đấy, con nào cũng vậy luôn. Ok anh Vương nha. Made in Japan dập nổi và các bác sẽ có một chiếc kéo Nhật. À, rất là sắc và kéo này nhỏ nha. Cái kéo này thông báo với các bác là kéo này nó nhỏ, các bác dùng cắt đồ ăn chín nha. Và sẽ được kèm theo là một cái này là cái dũa mài dao này. Đây là một cái dũa để mài dao và sẽ có tặng kèm cho các bác là một cái kệ để dao luôn, để các bác có thể là để hết những cái sản phẩm này vào cái kệ này cho vào trong tủ bếp nha. Máy chuyên tháo ốc á. Anh Minh ơi, chuyên tháo ốc ấy, dao tốt lắm, em cảm ơn Năm Bùi nha. Máy của bên máy mới đấy, hàng máy mới nha anh Minh đây ơi. Chuyên tháo ốc anh lấy một là con Hukan X2 Pro này là giá là 1.450.000 nha anh Minh Nguyễn nha, 1.450.000. À đâu em xin lỗi, con này con X1, con này con X1 là có một pin 10 cell, một pin 15 cell giá 1.3. Còn con này là con X2 này, con X2 này 1.450.000 là có hai pin 10 cell. Hoặc là bu lông của Hitachi này là 900 này. Em có bao ship nha anh Danh Phan ơi. Bu lông của Maita là 950.000 đây nha anh Minh nha. Đó, giá này toàn bộ đều là giá bao ship cho các bác. Các bác đặt hàng trên Na này các bác sẽ được bao phí ship. Đấy, dao kéo Nhật là các bác có một dao chặt này, một dao thái này, một dao gọt hoa quả này, một dũa này, một kéo này và một kệ để dao nha. Combo 6 món sản phẩm giá chỉ có 250.000 thôi. Bác lại chốt để lại số cho em này. Và ok anh Hùng nha, anh Hùng chốt một một tăng đơ này, một cái phun sơn và một bộ dao. À và em cảm ơn anh Hùng nha, em cảm ơn anh Hùng rất là nhiều. Bác là chốt mã nào comment hộ em số điện thoại nha. Đấy, cái bộ dao này thì các bác xài ok lắm. Cái chất liệu là thép trắng, từ dao cho đến cán dao toàn bộ là một màu thép trắng, đẹp long lanh luôn đấy, đẹp dã man luôn ấy. Và nó rất là sắc bén. Các bác cầm con dao nó rất là sạch và rất là nhẹ nhá. Con dao rất là nhẹ mà các bác xài cực kỳ là sắc ngọt. Bác là chốt bộ dao này comment hộ em là bộ dao 250.000. Bộ dao kéo combo 6 món có một dao chặt này, một dao thái này, một dao gọt hoa quả này, một cái dũa này và một cái kéo này, kèm theo một kệ để dao. Giá 250.000 đồng bao phí ship cho các bác. Bác là chốt để lại số giúp cho em nha. Có quạt thổi bể là cái gì nhỉ? Anh Vân này, quạt thổi bể là cái gì vậy ạ? Bác là chốt bộ dao comment trên là bộ dao nhá. Bộ dao là 250.000. 250.000 một bộ dao kéo Nhật rất là tiện lợi, các bác mua về để trong tủ bếp. Tết này các bác chặt thịt gà rất là ok. Bác nào chốt mã nào comment bạn đấy hộ em nhá. Kích quạt thổi bể là sao nhỉ? Anh Vân ơi, cái và em chốt cho anh Danh Phan một bộ dao là 250 nhá. Cái kìm mình có 4 pin 10 cell rồi, mình chỉ cần vâng, anh Minh Nguyễn là cần cái gì ạ? Anh Minh Nguyễn là cần cái thân máy hay là sao ạ? Kìm bấm chết là em có nhanh chuồng ơi. Em có bơi kìm bấm chết mỏ bằng này, kìm bấm chết mỏ nhọn này, kìm mỏ vịt, kìm chữ C, kìm gì em có hết. Anh vào Zalo gửi mẫu cho anh chọn nhé. Anh Minh Nguyễn ơi, nếu như mà anh mua cái thân máy của Maita 13 ly không than này là 650.000 một thân này. Đấy, thân máy bu lông là 500 hoặc là thân máy chuyên vít là 500. Để anh mua cái thân nào thì anh cứ comment, mai nhé em bóc máy rồi bán thân cho anh được. Quạt thổi bếp á? À loa hát á anh Hương ơi. Loa hát. Đây loa hát đây ạ. Loa hát là 380 nha các bác nhá. Máy rung gì hả anh Cường ơi? Đây là loa hát này anh Hường ơi. Loa hát là 380.000 một loa nha. Mỗi một loa là các bác sẽ được tặng kèm theo là một chiếc mic để hát karaoke. Đấy, 380.000 một loa. Bác nào chốt loa thì comment cho em là loa nhá. Loa này các bác sẽ có 4 bát. Đấy, mặt trước là các bác có 2 bát và hai bên sườn là mỗi bên là 1 bát, nữa là 4 bát loa. Đấy, loa này thì nó rất là nhỏ gọn như thế này. Các bác có thể là xách đi chơi, đi du lịch, đi giao lưu văn nghệ. Nói chung là xách đi đâu cũng được, rất là tiện nhá. Với một cái sản phẩm chỉ có giá 380.000 là một cái món ăn tinh thần rất là hữu ích cho các bác.
380.000 đồng một chiếc loa 4 bát và được tặng kèm theo là một chiếc mic để các bác hát karaoke. Cả với cái loa này các bác có thể là vừa hát karaoke này, vừa nghe nhạc này, vừa nghe đài FM này, và các bác có thể là kết nối YouTube. Đấy, kết nối Bluetooth đấy, kết nối loa với Bluetooth, kết nối với TV, kết nối với máy tính. Đó, một cái mẫu sản phẩm rất là tiện lợi. Đấy, rất là hữu ích, giá 350.000 đồng. Các bác sẽ được tặng kèm theo là một chiếc mic để hát karaoke. Hát rất là hay, tiếng rất là hay cho các bác. Đấy, lúc nào em rảnh em sẽ hát thử cho các bác nghe. Mà hôm nay thì cái loa này của bên em đang hết pin. Đang hết pin thì không có hát được. Ngày mai em sẽ vào kho em lấy một cái khác em mang lên để em livestream em hát cho các bác nghe nhé. Đấy, còn chiếc loa này là 380.000. 380.000. Hôm từ hôm qua thì em mang về là mọi người hát nhiều quá cho nên nó hết pin rồi, em chưa có sạc được. Chưa có sạc được. Cái này phải sạc pin vào thì mới dùng được. Cái này nó dùng pin sạc nha. Sạc đầy các bác dùng được 8 tiếng. Đó, bác là chốt loa comment của em là loa nhá. Loa là 380.000. Đó, các bác có loa và kèm theo một mic hát karaoke như này nha. 380.000 một loa. Bác là chốt loa comment của em là loa này, 380.000 nha. Đó, bác là vừa hỏi em loa đấy, anh Hường mà chốt loa thì để lại số giúp cho em nha. Thân máy anh Minh Nguyễn đây, thân máy thì là anh dùng thân máy bu lông này là 500 này. Thân máy chuyên vít là 500. Còn thân máy 13 ly này là 650 nha anh Minh Nguyễn nha. Đó, anh chốt cái thân này anh cứ comment cái mã đấy hộ giúp cho em. Bác nào muốn hỏi em về cái mã nào các bác comment hộ cho em nha. Còn bác nào muốn hỏi em về cái mẫu nào đâu? Còn bác nào chốt được cái con máy cắt Hyundai này không ạ? Máy cắt Hyundai là 350.000 này. Bác nào chốt được để lại số điện thoại em nha. Máy cắt Hyundai là 350.000 đồng. Bác nào chốt mã nào comment mã đấy hộ cho em này. Có bác nào mà quan tâm hỏi em về cái mã nào các bác comment hộ cho em nha. Máy mài Makita. Anh Khai, cái máy mài Makita giá là 1.2 triệu ạ. Đây là máy mài Makita này. Em chào anh Thiện Trần nha. Đây là em chào anh Tuyên nhá. Đây là mài pin Makita này. Máy mài mỹ nghệ là em có nhanh hòa nha. Máy mài mỹ nghệ theo phụ kiện trăm món là 480.000. Còn đây là mài pin của Makita này. Mài pin của Makita là các bác là dùng công tắc bật ở trên lưng máy như này nhá. Máy động cơ từ không than, pin châu 10 xem. Giá là 1.200.000 một máy. Máy bắn cốt 12 tia là 1.3 triệu nhá. Anh Lê Long nhá, em có máy bắn cốt 12 tia xanh giá 1.3 triệu. Còn đây là máy mài pin của Makita là 1.2 triệu này. Bác là chốt mài pin Makita comment của em này. Mài pin Makita là 1.200.000 nha. Mài pin Makita là 1.200.000, bên em miễn phí ship. Có bác là chốt mài pin Makita thì comment hộ em nha. Con bu lông Makita là 950 anh Tất Hiệp ơi. Đây bu lông Makita là 950.000 em bác ship tận nhà cho các bác nha. Đó, bác chốt thì bác để lại số điện thoại giúp cho em này. Bu lông của Makita là 950.000 đồng bao ship tận nhà cho các bác luôn. Các bác được kiểm tra hàng trước khi thanh toán cho em. Giá là 950.000 đồng. Bác là chốt để lại số điện thoại em nha. Còn có bác nào muốn hỏi em về cái mã nào đúng không ạ? Máy khoan pin xài gia đình khoan tường khoan loại nào được? Anh Chí Minh ơi, nếu như mà anh khoan tường anh lấy con này đi. Anh lấy con Daiwat này 950.000 cho em này. Anh Chí Minh này, con này xài ngon này. Mài Makita có những gì á? Đây anh Chí Minh này, anh làm gia đình mà anh khoan cả tường anh lấy con này cho khỏe nhá. Con này là con Daiwat 3 chức năng.
Pin 10 cell nha, đầu 13 ly Autolock, giá là 950.000, có một máy 2 pin 1 sạc nha anh Chí nha. Đây anh Tuyên ơi, cái máy mài pin của Meta là anh sẽ có một bộ là một thân máy 2 pin và một sạc kèm theo ốp bảo vệ máy này, tay cầm và tay mở lưỡi đầy đủ cho anh nha. Hukan X1 và một thân máy giá bao nhiêu? Anh Doãn ơi, cái Hukan X1 là 1.3 triệu một bộ đây. Con này là con Hukan X1 Pro giá là 1.300.000 là các bác có một thân máy 2 pin và một sạc nha. Trong hai quả pin là các bác có một quả pin 10 cell và một quả pin 15 cell. Các bác mà mua thân máy riêng thì là 650.000 nhá. Đấy, bác là chốt mã nào comment mã đấy hộ cho em. Các bác chốt đơn thì các bác cho em xin số điện thoại nhá. Có bác nào muốn hỏi em về cái mã nào các bác comment để em giới thiệu và tư vấn cho các bác nhá. Máy pin Daiwatt và Magita là bác có thể là xài chung pin được với nhau luôn nha bác Chí Minh ơi. Hàng Magita và Daiwatt là cái hàng pin chân pin thông dụng phổ thông, các bác có thể thay thế được cho nhau. Có bác nào muốn hỏi em về cái mã nào nữa các bác comment để em giới thiệu cho các bác. Còn nếu mà không có bác nào quan tâm về cái mẫu nào nữa thì em sẽ kết thúc và tạm dừng livestream ở đây. Hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi livestream lần sau. Em sẽ giới thiệu và tư vấn cho các bác nhiều các sản phẩm hơn nữa. Có bác nào mà quan tâm thì comment, em sẽ tiếp tục và giới thiệu cho các bác. Còn nếu không có bác nào quan tâm về cái mã nào nữa thì em sẽ kết thúc và tạm dừng livestream ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi livestream lần sau. Đầu kẹp, thân máy Hukan, dùng pin. Pin nào anh Long ơi? Cái máy Hukan đây này, cái máy Hukan X1 này này là các bác sẽ dùng chung pin được với cả Magita nhá. Đầu kẹp bu lông. Anh Chí Minh ơi, cái đầu bu lông này này, cái đầu bu lông này thì là các bác sẽ lắp được khẩu 1/2 để bắn bu lông và có lỗ lục giác để cắm vít vào đây. Còn nếu như mà các bác lắp mũi khoan sắt là các bác phải dùng đầu chuyển nha. Còn cái đầu kẹp này này, cái đầu kẹp này thì các bác sẽ kẹp được mũi khoan sắt. Đấy. Mỗi cái lắp một kiểu, cái đầu kẹp nó sẽ tiện hơn. Máy thổi bụi là em có máy thổi bụi bằng điện là công suất 1000W, giá là 350.000 nha anh Dũng nha. Anh Long là muốn hỏi em cái pin gì anh Long ơi? Máy mài hai đá anh lấy cái loại nhỏ nhỏ hay là loại 125 ý, giá là 700 nha anh Độc Bảo nha. Đó, còn có bác nào muốn hỏi em mã nào nữa không? Giờ này cũng khá là muộn rồi. Không có bác nào quan tâm mã nào nữa thì em sẽ kết thúc livestream ở đây nha. Hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi livestream lần sau. Trước khi rời khỏi livestream thì em nhờ các bác là anh Long ơi, nếu như mà anh mua cái thân máy Hukan X1 này là 650.000 nha anh Long nha. Trước khi rời khỏi livestream thì em nhờ các bác là còn có bác nào mà chưa đăng ký kênh thì các bác nhớ đăng ký kênh ủng hộ bên em nhé. Các bác đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón nhận thông báo về những cái livestream tiếp theo của bên em. Bên em sẽ thường xuyên lên sóng để tư vấn cho các bác về tất cả các dòng sản phẩm điện máy và dụng cụ đồ nghề. Các bác mà quan tâm thì các bác nhớ là đăng ký kênh và bật chuông thông báo lên để đón xem nhé. Bây giờ thì em sẽ kết thúc livestream. Máy mài và máy khoan vẫn thường chung pin được. Đúng rồi anh Chí Minh ơi, cái máy khoan này này, cái khoan 13 ly này và máy mài là anh sẽ dùng chung pin được với nhau. Kể cả bu lông này cũng vậy luôn. Motor 12V vào Zalo em anh Phong Trần đây. Cái motor 12V thì nó kiểu dạng như này này. Đây. Cái motor như này anh Phong Trần đây. Đây là motor của máy khoan này. Đấy. Motor là 150 một cái nha. Anh Long ơi, anh Long chốt thân Hukan cho em số điện thoại anh Long nha. Anh Long và chốt thân Hukan để cho em số điện thoại nhá. Đây, cái có bác nào chốt mã nào comment bạn đấy hộ cho em nhá. Bác nào chốt mã nào comment hộ em cái mã đấy này. Còn có bác nào muốn hỏi em về cái mã nào nữa không? Gửi cho anh thân máy cắt pin. Anh Dũng ơi, thân máy cắt pin là 700 nha anh Dũng nha. Thân máy cắt pin của Meta, các bác mua thân để bóc thân máy ra bán cho các bác là 700.000 một thân. Đấy, bác nào chốt mã nào nữa thì các bác comment cho em cái số điện thoại nha. Các bác chốt để lại số điện thoại em để đến mai thì em sẽ có nhân viên alo để chốt đơn cho các bác. Còn bây giờ thì em sẽ kết thúc livestream ở đây nhá. Và hẹn gặp lại các bác vào một cái buổi livestream lần sau. Có bác nào chốt mã nào thì để lại số điện thoại giúp cho em nha. Anh Dũng nào hỏi em cái Hitachi gì nhỉ anh Dũng anh ơi. Anh Dũng anh hỏi em cái Hitachi gì vậy ạ? Hitachi bu lông này là 900 này bác Dũng anh ơi. Hitachi bu lông là 900. Pin Magita là cái pin nào anh Phan này? Anh Phan hỏi em cái pin nào vậy ạ? Anh Trường hỏi em cái gì ạ? À?
anh danh pha nào hỏi em cái pin Magita nào anh Phan ơi. Rồi thôi em sẽ kết thúc live ở đây nha. Xin cảm ơn tất cả các bác đã quan tâm theo dõi livestream của em. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc tất cả các bác ngủ ngon nhé. Có bác là chốt cái mã sản phẩm nào để lại giúp em số điện thoại phía bên dưới nhé. Đến mai nhà em sẽ có nhân viên alo để tư vấn cho các bác. Và ok anh Long nha, anh mà có số điện thoại rồi mai nhà em sẽ có nhân viên alo để chốt đơn cho các bác. Pin 10 cell là 250.000 một quả nhanh danh nhá. Anh mà chốt thì anh cứ để lại số điện thoại xuống phía bên dưới cái bài viết này. Các bác chốt đơn cứ để lại số điện thoại xuống phía bên dưới bài viết. Đến mai nhà em sẽ có nhân viên alo để tư vấn cho các bác. Bây giờ thì em sẽ kết thúc livestream. Xin chào và hẹn gặp lại các bác. Chúc tất cả các bác ngủ ngon nhá.